Pháp đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với đại biểu đầu tiên của châu Phi lọt đến bán kết FIFA World Cup, tuyển Maroc. Nhưng sau kết quả của trận đấu, vẫn có những mẩu chuyện nhỏ và ngắn, nhưng lại cực kỳ ý nghĩa với bóng đá thế giới nói chung. Azedine Unahi vẫn còn chơi ở giải hạng 3 nước Pháp gần 2 năm về trước, ở câu lạc bộ Arantes. Hiện tại anh đang thi đấu ở Angers, đội bóng xếp bét bảng ở League 1, chỉ có 8 điểm sau 15 trận đấu. Anh cũng mới có trận đấu đầu tiên cho tuyển Maroc hồi tháng Giêng năm nay. Anh góp mặt trên tuyến tiền vệ của mãnh sư vùng Atlas trong các trận thắng trước Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chàng trai 22 tuổi vừa được chơi lần đầu ở một trận bán kết World Cup. Ashraf Hakimi có một tuổi thơ nghèo khó. Anh chia sẻ, nghèo khó không phải là một cái tội. Cha tôi là người bán hàng rong, còn mẹ tôi là người giúp việc cho các gia đình, lau dọn nhà cửa. Chúng tôi xuất thân từ một gia đình khiêm nhường. Những người đã phải vật lộn để kiếm sống, ngày hôm nay tôi chiến đấu vì họ mỗi ngày. Kylian Mbappe và Ashraf Hakimi. Kylian Mbappe và Ashraf Hakimi là bạn thân ở Paris Saint-Germain. Khi mà hậu vệ Maroc vừa chân ướt chân ráo đến với đại gia thành Paris, anh đã được Mbappe hỗ trợ rất nhiều. Tủ thay đồ của hai người này được đặt cạnh nhau, chứng tỏ tình bạn thân thiết giữa hai người. Họ rất hay giỡn hớt, như Mbappe từng kể trước câu hỏi: cảm giác như thế nào khi chống lại người bạn thân nhất? Tôi gọi Hakimi và cậu ấy trả lời: cậu là ai? Họ cũng đã đe dọa nhau trước trận đấu bán kết, nhưng khi trận đấu khép lại, Mbappe đã chủ động đến kéo tay, an ủi động viên và trao đổi áo đấu với bại tướng. Hakim Ziyech suýt nữa đã chấm dứt sự nghiệp chơi bóng cho đội tuyển Maroc mãi mãi. Hồi tháng 6 năm 2021, anh có mâu thuẫn với cựu huấn luyện viên trưởng Vahid Halilhodžić và rời khỏi đội hình tham dự Africa Cup of Nations. Tháng 2 năm nay, anh quyết định giã từ sự nghiệp chơi bóng cho đội tuyển nước nhà. Vào tháng 9 năm 2022, Walid Redraoui trở thành tân huấn luyện viên trưởng của tuyển Maroc và gọi anh trở lại làm nhiệm vụ. Anh vừa dẫn dắt các đồng đội lọt đến bán kết của giải World Cup 2022. Walid Redraoui thường thi đấu và làm công tác huấn luyện trong tâm thế đơn độc. Mẹ của ông, bà Fatima, người sinh sống tại Paris, Pháp, trong hơn 50 năm chưa từng đến sân để xem con trai mình thi đấu khi còn là cầu thủ, hay dẫn dắt các đội bóng khi đã trở thành huấn luyện viên. Tuy vậy, khi Walid đưa tuyển Maroc đến Qatar tham dự World Cup, và Fatima đã phá lệ và giờ đây, bà là một trong những chứng nhân lịch sử tận mắt chứng kiến thành công của con mình. Theo Hernandez, người ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận bán kết thứ hai, giúp Pháp có một thế trận rất có lợi chống lại hàng thủ kín kẽ của Maroc, chỉ làm dự bị cho anh trai của mình. Tuy vậy, khi anh trai Lucas bị chấn thương ngay ở trận đấu mở màn, anh được vào sân thay thế và lấp đầy khoảng trống một cách liền mạch. Colomuani còn chơi cho Nantes hồi 6 tháng trước. Anh mới được triệu tập vào đội hình của tuyển Pháp hồi tháng 9 và được đôn lên thay thế cho Christopher Kunku để tham dự World Cup vào giờ chót. Do tiền đạo của RB Leipzig bị chấn thương, anh được tung vào sân trong trận bán kết đấu với tuyển Maroc ở phút thứ 79 và đã ghi bàn khoảng 45 giây sau, ngay sau pha chạm bóng đầu tiên giúp Pháp ấn định chiến thắng.